Rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay đi, đó chính là cái thông tin liên quan tới CFTC, ban quản lý hàng hóa và đồng tương lai của Hoa Kỳ à, đã chính thức là kiện sàn Binance và họ kiện là sàn Binance.com cùng với lại CZ. À, và họ kiện binance và CZ vì lý do gì thì đây là cái văn bản kiện đến từ ctc các bạn nó cũng khá là dài đó Thuần chỉ xem những phần nào mà quan trọng mà thôi thì đây là một cái văn bản kiện dài 47 trang mà đã được công bố ngày hôm nay và dựa theo những phản ứng đến từ cg thì đây cũng là một sự bất ngờ đối với sàn binance à, thì uh, thuận đã chia sẻ một cái bản tóm tắt để Thuần chia sẻ để các bạn có thể nắm được là cái vụ kiện này đó chủ yếu là nói về vấn đề gì tại vì cũng như nhiều bạn đã nêu ra hồi sáng này khi mà có các thông tin là sàn binance.com là sàn khu quốc tế mà đâu có cung cấp dịch vụ cho hoa kỳ đâu thì tại sao lại bị kiện bởi ctc thì để hướng chia sẻ một số những chi tiết đến từ cái văn bản kiện thứ nhất đó là các bạn thấy được là ctc cáo buộc binance là tuy nói không cho người hoa kỳ dùng binance.com nhưng cũng đã tính toán là ngăn chặn người hoa kỳ dùng theo đợt đấy tối ưu hóa là nhận có nghĩa là họ cáo buộc sàn Binance tuy là nói là sẽ ngăn chặn người dùng để mà tuân thủ quy định đến từ Hoa Kỳ nhưng mà trên thực tế đó là ngăn chặn theo đợt ngăn chặn từ từ chứ không có nghiêm túc thứ nhì nữa họ cáo buộc sàn Binance là tài liệu cho thấy là Binance.com đã có thu nhập từ giao dịch phái sinh là 63 triệu đô la vào tháng 8 năm 2020 16% thu nhập vẫn đến từ người Hoa Kỳ Tính tới tháng 5 năm 2021 đó, thu nhập Binance phái sinh đã lên tới 1.14 tỷ trong vòng một tháng Tuy là văn bản không nói rõ là đến năm 2021 còn bao nhiêu người Hoa Kỳ dùng Binance.com Nhưng mà cáo buộc đó là sàn Binance uh, vẫn tiếp tục cung cấp thể vụ cho người Hoa Kỳ Và đã ưu tiên lợi nhuận và xem thường quy định của Hoa Kỳ Nhìn chung đó thì những gì mà CFTC nói là những gì mà đã xảy ra, chứ không hẳn là gì mà đang xảy ra hiện bây giờ đâu Điều thứ ba được nói đến trong văn bản này đó chính là CFTC nói các nhân viên của Binance.com hướng dẫn khách hàng Hoa Kỳ cách truy cập trang web thông qua các mạng VPN để tránh bị ngăn chặn. Điều kế tiếp đó là điều thứ tư, CFTC cáo buộc Binance là vẫn chưa đăng ký với lại CFTC và họ nói là Binance US nhưng mà điều thường không hiểu ở đây đó là Binance US không có giao dịch future thì tại sao phải đăng ký với CFTC? Cái vấn đề thường cũng không có hiểu rõ lắm. Ngoài trừ những điều đó ra đó thì họ cũng cáo buộc uh, sàn Binance là đã dùng 300 account của sàn à, để làm gì? Để mà thao túng sàn. Có nghĩa là sàn Binance dùng 300 account à, để mà trade ngược lại với lại người dùng để mà kiếm lời. Đây là một cái cáo buộc rất là lớn các bạn. Có thể nói là trong tất cả những cái cáo buộc kia, đây là một cái cáo buộc có thể gần như là liệt vào cái phần gọi là gian lận các bạn. Đây là một trong những cáo buộc rất là lớn. Và chúng ta thấy được là ngoài chi đó ra đó thì họ cũng đề cập đến là sàn Binance thường dùng những cái chương trình như là signal thì uh, trong signal đó các bạn có thể sử dụng cái chế độ auto delete như là cái chế độ tự xóa đó các bạn và trong cái buộc này nói là không những riêng là CZ sử dụng tất cả những quan chức lớn của uh, Binance sử dụng Binance VIP team sử dụng và có rất là nhiều người đến từ nhiều bộ phận uh, của Binance cũng sử dụng cái uh, chương trình chat này và họ sử dụng cái chế độ là tự xóa lại làm gì tại vì trong cái uh, group chat này đó, họ nói rất là nhiều điều mà không theo quy định giống như là làm sao để mà uh, nói chuyện với lại người dùng ở hoa kỳ làm sao có thể tiếp tục giúp họ trốn tránh những cái sự ngăn chặn đến từ việc là người hoa kỳ không thể sử dụng sàn binance com đây là những cái lời cáo buộc uh, đến từ CFTC các bạn và tại sao CTC lại ra những lời cáo buộc này, họ lấy thẩm quyền gì? Thì CTC nói là ở trên sàn Binance có một số hàng hóa và những hàng hóa ra gì các bạn? Các bạn đã thấy được điều thú vị nhất trong cái văn bản kiện này đó chính là cái tài liệu, đây là tài liệu ở trên trang thứ hai. Tài liệu này nói là trên sàn Binance có cho giao dịch hàng hóa và họ đưa ra ba ví dụ. Thứ nhất là BTC, thứ nhì là Ethereum và thứ ba là Litecoin các bạn. Điều này rất là thú vị. Tại vì sao? Chúng ta cũng đã biết rồi, Bitcoin thì không nói đến rồi. Thôi bây giờ thường nghĩ là không có bất cứ ai trên thế giới này nghĩ Bitcoin là chứng khoán đâu. Nhưng mà Ethereum à, lại là một trong những cái sự tranh cãi hiện bây giờ. Các bạn đã biết là SEC hầu như muốn xem Ether là chứng khoán, mặc dù là không dám nói thẳng tên. Nhưng mà các bạn đã thấy được là trong cái vụ kiện à, liên quan đến bộ tài chính, ở New York và thường nhớ là đó là cái vụ kiện giữa Bộ Tài chính New York và KuCoin thì trong đó họ đã liệt kê Ethereum là một chứng khoán. Nhưng mà bây giờ ngược lại văn bản của CFTC đó đã nói Ether là một hàng hóa chứ không phải là chứng khoán. Đây là một trong những điều rất là thú vị nhưng mà đây không phải lần đầu tiên mà CFTC nghĩ Ether là hàng hóa đó các bạn. À, chúng ta cũng đã biết là trong cái vụ kiện à, giữa CFTC và sàn FTX đó, họ cũng đã nêu ra Ether là hàng hóa chứ không phải là chứng khoán thì uh, đây sẽ là một trong những cái uh, trọng điểm liên quan đến cái vụ kiện này các bạn tại vì sao vậy tại vì uh thôi nghĩ là một đó, nếu như là thẩm phán Nhìn vụ kiện này, một là họ có thể bác bỏ Tại vì họ nghĩ BTC, Ether và LTC Không phải là hàng hóa mà là chứng khoán Cho nên CTC không có thể kiện được Họ không có thẩm quyền Còn hai đó là cái hai ra tòa Thì có phải là thẩm phán phải chấp nhận BTC, Ether và LTC Là hàng hóa hay không cái Tôi không rành cho bạn, không phải là một luật sư Nhưng mà tôi nghĩ là một trong hai à, điều phải xảy ra Chứ không hay nào mà Cái vụ kiện này xảy ra Nhưng mà vẫn nghĩ là Ether là chứng khoán Trong khi đây là một vụ kiện đến từ CTC thì làm sao hợp lý được đây cũng là một trong những điều mình thường cảm thấy rất là thú vị Hầu như chúng ta đều biết là CTC và SEC đang giành quyền quản lý thị trường crypto này Và đây cũng là một bước đi thú vị của CTC Nhưng mà các bạn nên nhớ đó Tất cả những gì mà thuận chia sẻ với các bạn đều là những cáo buộc mà thôi Và những cáo buộc này như là thường vừa chia sẻ với các bạn hầu như là liên quan tới những gì mà đã xảy ra rồi Có nghĩa là họ nói là sàn Binance.com sau khi mà đã chính thức thông báo là không hỗ trợ người Hoa Kỳ nữa Thì vẫn có người Hoa Kỳ sử dụng sàn Binance.com một thời gian Có thể là cái số lượng giảm đi thời gian tại vì họ ngăn chặn từng đợt Nhưng mà rất rõ ràng là họ không có uh, nghiêm túc tuân thủ quy định đó là cái cốt lỗi của cái vụ kiện này và cái phần thứ nhì là sàn Binance đã tiếp tục hỗ trợ người Hoa Kỳ uh, sử dụng một cái cách nào đó để cho người ta không có biết và điều thứ ba là họ nói là sàn Binance đã dùng 300 account trên sàn để mà trade ngược lại với lại uh, người dùng để mà kiếm lợi nhuận thì các bạn nghĩ sao về những lời cáo buộc này đến từ CFTC? Các bạn có thể comment ở bên dưới. Đối với Thuận đó thì các bạn đã biết là CFTC cũng như là SEC họ là những cái đơn vị mà chỉ có thể uh, đi kiện uh, cái sự kiện dân sự mà thôi chứ không thể nào mà họ có thể khởi tố bất cứ ai tại vì họ không có thẩm quyền đó Nếu như mà họ muốn khởi tố bất cứ ai liên quan tới tội hình sự đó thì họ cần phải có sự trợ giúp của những đơn vị như là Bộ Tư Pháp. Cho nên các bạn thấy được là trong sự kiện của FTX đó, thì uh, SEC, CFTC chỉ có thể là gửi đến những cái cáo buộc dân sự mà thôi còn à, sự kiện liên quan tới lừa đảo đó thì à, họ cần cái sự giúp đỡ đến từ bộ tư pháp mới có thể khởi kiện tội lừa đảo được đó là một tội hình sự cho nên trong cái vụ kiện này cho đến bây giờ thì khả năng đây là một cái sự kiện mà sẽ dẫn đến cuối cùng là đóng phạt và có thể là Binance phải chấp nhận tuân thủ thêm một số quy định nào đó có lẽ thường không có rõ nhưng mà đó là cái sự kiện hiện bây giờ thì đối đầu với những lời cáo buộc này đã CZ nghĩ sao các bạn được CZ đây chỉ thuyết ra số 4 mà thôi thì số 4 là gì các bạn các bạn đã được là CZ đã đưa ra một cái danh sách số 1 là gì số 2 là gì số 3 là gì và số 4 đó là ignore fake news attack có nghĩa là đây là một cái sự tấn công thì CZ ngày hôm nay chỉ thuyết ra số 4 thì các bạn đã biết rồi đây có nghĩa là CZ muốn nói là đang có một cuộc tấn công vào sàn Binance đến từ CFTC rồi sau đó đó thì CZ cũng đã chia sẻ một bài phản hồi lại những cáo buộc đến từ CFTC và thuận cũng đã dịch ra theo cách của thuận mà thôi tại vì nếu các bạn dịch từng chữ một đó các bạn sẽ rất là khó hiểu cho nên thuận dịch ra theo cách thuận để chia sẻ với các bạn những gì được nói tới từ CG và đương nhiên tôi nghĩ là CG có một cái đội pháp lý à, làm việc cũng rất là nhanh gọn lẹ các bạn chứ nếu không đó, thì hồi sáng có thông tin từ cTC bây giờ đã có một cái bài phản biện là rồi thì đương nhiên à, đã có rất nhiều luật sư đã xem bài phản biện này nhiều lần và đưa ra nhiều cái lời khuyên cho CG nhưng mà cái bài phản biện này đó đã nói gì trong đó thì đây là cái bài dịch theo phong cách của thuận CG nói là hôm nay CFTC đã đệ đơn khiếu nại dân sự bất ngờ và đáng thất vọng mặc dù là chúng tôi đã hợp tác với CFTC trong hơn 2 năm thì như thường dự chia sẻ với các bạn đó đây là một cái vụ kiện dân sự mà thôi chứ không có phải là hình sự. Sau khi mà xem xét ban đầu đó khiếu nại dường như chứa một trích dẫn không đầy đủ các sự kiện và chúng tôi không đồng ý với nhiều vấn đề bị cáo buộc trong đơn khiếu nại có nghĩa là CG nói là những gì được nói đến trong đơn hoàn toàn không đúng sự thật. Mặc dù chúng tôi cần thêm thời gian để có thể đưa ra phản hồi đầy đủ, chúng tôi sẽ nói về một số điểm chính bên dưới đầu tiên hết là công nghệ hỗ trợ tuân thủ quy định và ngăn chặn người dùng hoa kỳ binance com đã phát triển công nghệ tốt nhất để đảm bảo tuân thủ Binance.com là sàn giao dịch toàn cầu không dành cho người Hoa Kỳ đầu tiên thực hiện chương trình KYC bắt buộc và ngày nay vẫn có một trong những tiêu chuẩn cao nhất về KYC và ML. À, cái này thì thuận có thể nói với các bạn là những gì được chia sẻ với CG trong phần này đó thì đúng tại vì à, Binance đã có mặt vào năm 2017 cuối năm đó và Binance là một trong những sàn hầu như đầu tiên đó, bắt đầu quan tâm đến việc là có nên tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người Hoa Kỳ hay là không. Phần lớn những sàn thời điểm đó, đó rất là lỏng lẻo các bạn. Binance là một trong những sàn đầu tiên mà thường biết bắt đầu quan tâm đến việc là tuân thủ quy định kế tiếp sgc nói là chúng tôi chặn người dùng hoa kỳ theo quốc tịch KYC đây là những cái cách mà họ làm sao biết được người nào đến từ Hoa Kỳ thì đầu tiên hết là bất cứ ai của tịch Hoa Kỳ sẽ không được sử dụng cái đó đó thì họ sẽ nhìn vào địa chỉ mạng IP bao gồm các điểm VPN thường được sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ ở nhà cung cấp dịch vụ di động đương nhiên họ sẽ xem coi là nếu như mà sử dụng mạng lưới di động đó, thì nếu như mà cung cấp di động này là đến từ Hoa Kỳ thì sẽ không có được sử dụng dấu vân tay thiết bị Thường không rành về vấn đề này À, tiền gửi và rút tiền ngân hàng có nghĩa là nếu như mà tiền gửi và rút á là đến từ một ngân hàng ở Hoa Kỳ thì sẽ không được sử dụng sàn Binance.com, gửi và rút tiền blockchain, số pin thẻ tín dụng, vân vân. Chúng tôi tin rằng không có công ty nào khác sử dụng hệ thống tuân thủ quy định toàn diện hơn hoặc hiệu quả hơn là Binance. Đây là cái điều đầu tiên à, phản biện được CC nói đến. Cái đó đó, cái phần kế tiếp thì nói về hợp tác và minh bạch với cơ quan thực thi pháp luật. Thì Binance cam kết minh bạch và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. CC nói là Binance hiện có hơn 750 người trong đội ngũ quản lý tuân thủ quy định. Đây là một con số rất là lớn các bạn. À, để các bạn hiểu được con số này lớn cỡ nào đó thì à, những công ty lớn như là Chase thường họ có cũng con số này đó, họ có khoảng chừng là 500 cho đến 1.000 người và đó là những công ty coi như là hàng đầu ở Hoa Kỳ các bạn thì Binance có cái số lượng người cực kỳ lớn trong cái bộ phận gọi là compliance quản lý tuân thủ quy định trong đó có nhiều người là có kinh nghiệm làm việc cho các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý trước đây đến nay đó thì chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu thực thi pháp luật và hỗ trợ Hoa Kỳ đóng băng, thu giữ hơn 125 triệu đô la tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la tính từ năm tới bây giờ. Nghĩa là họ nói là họ luôn tuân thủ và luôn hỗ trợ những cái cơ quan thực thi pháp luật và chúng tôi dự định tiếp tục tôn trọng và hợp tác với Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác trên toàn thế giới đó là điều thứ nhì được nói đến bởi CZ Kế đó đó thì uh, liên quan tới đăng ký và giấy phép Thì phần này đó CZ nói là Binance.com nắm giữ số lượng giấy phép Đăng ký cao nhất trên toàn cầu 16 giấy phép và đang tiếp tục có thêm Và được cộng đồng người dùng của chúng tôi đánh giá cao Nhưng mà cái phần này đó thuận chỉ không hiểu một cái là Trong cái văn bản kiện của CFTC À, để thường trở lại các bạn bản kiện để các bạn có thể thấy được Thì trong văn bản kiện này đã, CFTC nói là cái đơn vị mà không có đăng ký với họ đó chính là Binance US Các bạn đã được là cái phần à, ở trang thứ 8 này đó Nói là Binance.us chưa bao giờ đăng ký với lại CFTC Nhưng mà trong cái phần phản hồi của CZ thì lại không nói tới Binance US Phần này thường không có hiểu lắm Nhưng mà đây là cái sự chia sẻ đến từ CZ điều kế tiếp đó là liên quan đến kinh doanh thì CG nói là Binance.com không giao dịch vì lợi nhuận hoặc là thao túng thị trường trong bất kỳ trường hợp nào Binance có giao dịch cho một số tình huống doanh thu của Binance là bằng crypto chúng tôi cần phải chuyển đổi chúng theo thời gian để trang trải chi phí bằng tiền pháp định hoặc các loại crypto khác chúng tôi có các đối tác cung cấp thanh khoản cho các cặp có thanh khoản kém và đối tác này sẽ được giám sát cụ thể để không thu được lợi nhuận lớn có nghĩa là họ nói là họ không giao dịch ngoại trừ việc là họ cần phải bán khi cần thiết hay là đổi ra một đồng nào khi cần thiết để mà trang trải chi phí mà thôi và những đồng mà có cái tính thanh khoản thấp thì họ sẽ đi tìm đối tác để mà cung cấp cái tính thanh khoản đó chứ không phải là chơi trực tiếp trên sàn đó là cái mà thường hiểu ở đây và cg nói là cá nhân tôi có hai tài khoản tại binance một cho binance coi và một tài khoản nắm giữ crypto của tôi tôi sử dụng sản phẩm của chính mình à, thật ra các phần này đó khi mà các bạn đọc ở trên cái bài phản hồi trực tiếp tiếng anh để từ CG đó thì có thể gì bạn cảm thấy là khó hiểu và cũng cảm thấy là mắc cười tại vì cái phần này đó nói là i eat my own dog food thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là tại sao mà có chuyện là ăn thức ăn chó đây nhưng mà không phải đâu các bạn đây là một cái à, từ dùng rất là phổ biến trong những cái à, ngành liên quan đến công nghệ cái phần mà eat your own dog food đó, có nghĩa là sản phẩm các bạn tự tạo ra các bạn có dám sử dụng hay không hay là các bạn phải đưa cho người khác sử dụng chứ các bạn không dám tự sử dụng. cho nên là thuận mới dịch như vậy. À, cho nên CG mới nói là tôi sử dụng sản phẩm của chính mình và lưu trữ crypto trên sàn Binance.com Thỉnh thoảng đó thì tôi cũng cần chuyển đổi crypto để thanh toán cho các chi phí cá nhân hoặc là cho thẻ Binance hay là cái thẻ coin mà vừa nói đến bởi Binance.com có quy tắc không cho nhân viên được phép bán đồng trong vòng 90 ngày kể từ lần mua gần nhất hoặc là ngược lại có nghĩa là sau khi mua rồi đó thì phải 90 ngày sau mới được bán hay là bán rồi thì 90 ngày sau mới được mua đó là cái đồng hiểu ở đây Điều này đó là để ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào giao dịch nhiều chúng tôi cũng cấm nhân viên của mình giao dịch hợp đồng tương lai có nghĩa là nhân viên của Binance không được tự trade futures Hơn nữa đó chúng tôi có các chính sách nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai có quyền truy cập vào thông tin cá nhân Chẳng hạn như chi tiết về danh sách, launchpad vân vân Họ không được phép mua hoặc là bán những loại crypto đó Bản thân tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách này. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia Binance Non-Pass, Earn, Margin hoặc là Futures. Tôi biết cách sử dụng thời gian tốt nhất của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc phục vụ cho người dùng của chúng tôi. Tại Binance, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp thân thiện cho mọi vấn đề. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Mặc dù chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi có một tiêu chuẩn cao, thường cao hơn những gì mà các quy định hiện hành yêu cầu. Và trên hết, chúng tôi tin tưởng vào việc làm điều đúng đắn của người dùng mọi lúc trong hành trình hướng tới tự do tiền bạc chúng tôi không mong mọi thứ sẽ dễ dàng và chúng tôi cũng không né tránh các thử thách chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ vững chắc của các bạn đây là cái lời phản hồi đến từ cg các bạn nói chung đó thì có một phần mà thuận muốn uh, rõ hơn đây đó là bây giờ binance sẽ ra tòa như là cvc hay là như thế nào tại vì các bạn thấy được là những cái công ty như là TradeScale hay là Coinbase họ nói rất rõ ràng bây giờ họ nói là nếu như mà ép quá thì họ chỉ có cách là gặp nhau ở tòa mà thôi thì bây giờ binance có ý định là ra tò với lại CFTC hay là không cái phần đó thường vẫn chưa rõ ở đây và có một số những cái um, thuyết âm mưu nói là lý do tại sao mà CTC nhắm vào Binance thì bây giờ đó là có thể tại vì là sàn Coinbase có thể bị kiện bởi SEC thì bây giờ CFTC muốn kiện một sàn lớn như là uh, Binance uh, để có thể là chứng minh là mình có thẩm quyền trong thị trường này tại vì Ethereum và những đồng đó là một cái hàng hóa chứ không phải chứng khoán có thể đây là một cái sự đấu tranh nội bộ giữa hai cái đơn vị là SEC và CFTC để mà giành quyền quản lý thị trường này. Và đây là những thông tin mới nhất liên quan đến cái sự kiện của CFTC, EZ và Binance khi nào mà có thêm uh, cập nhật thôi chứ với các bạn bởi ngày hôm nay đó Thuận cũng còn một số thông tin Thuận muốn chia sẻ nữa là các bạn có đã biết là tính tới ngày hôm nay đó Thuận đã chốt lời DC ra liên tục là khoảng chừng 15 ngày rồi Tổng cộng đó Thuận đã DC ra khoảng chừng là 10% tài sản crypto Nếu như mà cái mức giá như thế này đó mà giá BTC không tiếp tục tăng nữa Thì có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Thuận chốt lời các bạn Thuận sẽ thông báo thêm chi tiết với các bạn khi nào mà Thuận ngưng chốt lời nếu như mà giá tiếp tục tăng ra thì Thuận vẫn sẽ tiếp tục đi xây ra Đây là cái thông báo Thuận chia sẻ để các bạn có thể biết được là Thuận đang trung bình giá vào hay trung bình giá ra mà thôi và để kết thúc video này đó hôm qua Thùng có bỏ một cái bài bỏ phiếu rất là thú vị với các bạn à, Chúng ta hãy được là bầu bỏ phiếu này đó Thùng muốn biết là cộng đồng Thùng Capital lưu trữ đồng nào nhiều nhất Thùng lưu trữ đồng nào nhiều nhất thì các bạn cũng đã biết rồi Đương nhiên đó chính là BTC à, Các bạn cũng đã biết là cái lòng tin và cái sự yêu thích Thuần đối với BTC như thế nào rồi Các bạn cũng đã thấy được là thumbnail nào à, Cũng có hình logo BTC bao nhiêu năm qua các bạn Thì tôi cũng muốn biết là các bạn lưu trữ đồng nào nhiều nhất và đương nhiên thì không thể nào mà list hết tất cả các động được Tại vì ở trên Twitter và trên mạng xã hội thì có cái sự giới hạn là các bạn có bao nhiêu option Nhưng mà cái kết quả đó thì cũng tương tự như nhau các bạn Chúng ta có thể nói tới là trên Twitter thì có tới 3.027 bạn vô lận Phần lớn các bạn đó là lưu trữ một đồng khác và các bạn đã comment bên dưới này rất là nhiều giống như là nhiều bạn lưu chữ file coin lưu chữ dot vân vân à, nhưng mà ngoại trừ cái phần đó ra đó thì à, chúng ta được là cái đồng mà được lưu trữ à, nhiều nhất dựa trên twitter đó là stablecoin rồi sau đó đến btc rồi mới đến ethereum nhưng mà ở trên YouTube đó thì cũng có khoảng chừng là 2.400 bạn bỏ phiếu kết quả đó thì lại không phải như vậy các bạn Cái đồng mà được lưu trữ nhiều nhất dựa theo bỏ phiếu ở trên YouTube đó là BTC Ở mức là 34% còn phần còn lại là một số bạn lưu trữ một đồng khác chứ không phải là Ethereum, BNB hay Stablecoin Và ở trên Telegram đó thì cũng có khoảng chừng là 3.200 bạn bỏ phiếu Thì kết quả cũng tương tự như là ở trên YouTube các bạn kết quả ra chúng ta có 30% là bỏ phiếu cho BTC còn 27% là bỏ phiếu cho một đồng khác. À, cái phần lớn nhất bên này BTC thì có khả năng đó là cả ba kết quả cũng sẽ giống nhau thôi. Tại vì ở trên Twitter chúng ta chỉ có thể bốn sự lựa chọn mà thôi. cho nên à, các bạn được ngoài trừ BTC, Ether, Stablecoin ra thì uh, phải gặp chung tất cả là một đồng khác à, để các bạn có thể bỏ phiếu cho vì lý do đó nó có thể nhiều bạn cũng là đang lưu trữ một đồng lớn như là đồng bnb xrp cardano Dogematic, solana vân vân nhưng mà vì lý do là tại vì ở trên twitter quá giới hạn sự lựa chọn cho nên phần lớn các bạn phải bấm vào một đồng khác đó cũng có thể là lý do tại sao mà btc cái phần trăm nó lại thấp hơn là cái sự lựa chọn một đồng khác ở trên twitter nhưng mà ở trên youtube và trên telegram đó, thì cái uh, phần trăm nó lại có cái uh, sự tương tự như nhau và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì hãy bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nếu mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.